Mitsubishi Spander là mẫu xe bán chạy thứ hai tại thị trường Việt Nam trong quý 1 năm nay nhưng chỉ xếp thứ 8 ở Indonesia. Trong khu vực Đông Nam Á, có lẽ không thị trường nào ưa chuộng xe MPV như Indonesia. Top 10 xe du lịch bán chạy nhất tại đất nước vạn đảo trong quý 1 năm 2024 tiếp tục cho thấy rõ điều đó. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm nay, xe bán chạy nhất tại thị trường Indonesia là mẫu MPV cỡ nhỏ Daihatsu Sigra với doanh số đạt 16.876 chiếc đây chính là anh em song sinh của Toyota Kanza và có kích thước nhỏ hơn Avanza. Đứng ở vị trí thứ hai là mẫu xe hatchback cỡ nhỏ Honda Brio với doanh số cộng dồn 15.059 chiếc. Trước đây, Honda Brio từng được bán tại Việt Nam như đối thủ của Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Tuy nhiên, vào năm 2022, mẫu xe này đã bị ngừng bán tại Việt Nam vì doanh số không đạt kỳ vọng. Vị trí thứ ba trong top 10 là Toyota Innova Zenix với doanh số 13.665 xe. Có thể thấy Toyota Innova, thế hệ mới rất thành công tại những thị trường như Indonesia và Ấn Độ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, mẫu xe vốn được biết đến dưới cái tên Toyota Innova Cross này lại bán khá chậm với doanh số cộng dồn, trong 3 tháng đầu năm 2024 chỉ đạt 272 chiếc. Mẫu xe du lịch bán chạy thứ 4 tại Indonesia trong 3 tháng đầu năm nay là Toyota Avenger với doanh số 11.898 chiếc. Tương tự trường hợp của Innova Cross, Toyota Avenger là đặc sản ở Indonesia nhưng lại là cơm nguội tại Việt Nam. Trong quý một năm nay, người Việt chỉ mua 408 chiếc Toyota Avenger Premier. Tiếp theo đó là Toyota Kanza với kết quả bán hàng cộng dồn 9.968 xe. Đây là mẫu MPV giá rẻ với chiều dài cơ sở chỉ ngang ngửa xe hạng A, nhưng lại rất được ưa chuộng tại thị trường Indonesia. Đứng phía sau can gia về mặt doanh số bán hàng là Toyota Rus. Trong quý một năm nay, hãng Toyota bán được 8.834 chiếc Rus cho khách hàng Indonesia. Trong khi đó, tại Việt Nam, Toyota Rus đã bị ngừng bán từ năm 2022, nhường lại hào quang cho cặp đôi Avanza Premier và Veloz Cross. Mẫu xe du lịch bán chạy thứ bảy tại Indonesia trong quý 1 năm 2024 là Daihatsu Terios với doanh số đạt 6.063 chiếc. Daihatsu Terios về cơ bản là anh em song sinh nhưng khác thương hiệu của Toyota Rush. Trong khi đó, Mitsubishi Spander đứng thứ 8 trên thị trường xe du lịch tại đất nước vạn đảo với doanh số dừng ở mức 5.705 chiếc. So với đối thủ Toyota Avenger, Mitsubishi Spander có doanh số chỉ bằng một nửa. Điều này hoàn toàn trái ngược với tình hình tại thị trường Việt Nam. Trong quý một năm nay, Mitsubishi Spander là mẫu xe bán chạy thứ hai trên toàn thị trường Việt Nam với doanh số cộng dồn 3.508 chiếc, chỉ thua Foranger 3.562 chiếc. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng, doanh số của Mitsubishi Spander ở Indonesia không cộng với kết quả của Spander Cross. Trong 3 tháng đầu năm nay, người Indonesia đã mua 4.534 chiếc Mitsubishi Spander Cross, giúp xe đứng thứ 12 trên toàn thị trường. Vị trí thứ 9 thuộc về Honda HRV với doanh số 5.106 xe. Với doanh số này, Honda hr là mẫu SUV cỡ B nói riêng, và xe gầm cao nói chung bán chạy nhất tại thị trường Indonesia. So với xe ở Việt Nam, Honda hr rõ ràng thành công hơn rất nhiều trên đất Indonesia. Trong quý một năm nay, người Việt đã mua tổng cộng 1842 chiếc Honda hr đứng đầu phân khúc SUV cỡ B. Xếp ở vị trí cuối cùng trong top 10 là Toyota Axia với doanh số đạt 4.930 xe. Toyota Axia chính là Wigo hiện đang bán ở thị trường Việt Nam. So với Wigo tại Việt Nam vốn có doanh số 520 xe trong cùng kỳ, Toyota Axia ở Indonesia bán chạy gấp gần 10 lần. Bên cạnh đó, còn phải kể đến một vài cái tên nổi bật khác nằm trong top 30 như Toyota Veloz, 3971 xe, Suzuki XL7 3841 xe, Mitsubishi Pajero Sport 3798 xe, Toyota Fortuner 3634 xe, Honda BZV 2764 xe. Honda VKZV 2660 xe, Toyota Raize 2489 xe, Toyota Hilux 2402 xe, Hyundai Stargazer 2319 xe, Hyundai Creta 2289 xe và Suzuki Eriga 2237 xe. Mẫu ô tô điện bán chạy nhất tại Indonesia trong quý 1 vừa qua là Huling Bingwa F với doanh số đạt 3.121 xe. Kết quả này khá ấn tượng vì Huling Bingwa F hay còn gọi là bingo tại Trung Quốc, mới được bán ở Indonesia từ tháng 12 năm 2023. Theo tin đồn, Hu Linh Bingo có thể sẽ được bán tại thị trường Việt Nam trong tương lai. Qua những cái tên lọt vào top 10, có thể thấy rõ xe MPV chiếm thế thượng phong với 7 đại diện, bao gồm Daihatsu Sigra, Toyota Innova Zenix, Toyota Avenger, Toyota Kanza, Toyota Rush, Daihatsu Terios và Mitsubishi Spander. Hai cái tên khác trong top 10 đều thuộc phân khúc xe hạng A là Honda Brio và Toyota Exa. Riêng Honda HR-V là đại diện duy nhất của phân khúc SUV. Ngoài ra, trong top 10 còn có sự áp đảo của các thương hiệu ô tô Nhật Bản, đặc biệt là Toyota. Toàn bộ những mẫu xe lọt vào top 10 đều đến từ những thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda hay Mitsubishi. Trong khi đó, các thương hiệu Hàn Quốc như Hyundai và Kia vẫn chưa thực sự có chỗ đứng vững chắc. Tại thị trường xe hơi lớn nhất Đông Nam Á năm 2023 này. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.